Chào mọi người nha, em có hai cái bơm Tanaka 25 này, 34 ly này, máy Xeban nha. Chế ngang nha mọi người, chế bơm rồi chế ngang. Đó. Thì dòng này dòng thông dụng nha mọi người. Đó, đủ đô này. Thì con này em thấy nó cái bình xăng cơ bản là em nhìn thấy nó là còn ok này. Không có bao gì nha, tại vì không có kiểm tra gì hết, đầu bơm còn nha. Đầu bơm còn, nói chung đủ đồ. Rồi, đây một con nữa này, này cũng là y chang mã luôn nha, 25. Con này thì em thấy cái bình xăng nó bể chỗ này. Mà bình xăng còn mới, đầu bơm còn nha, đủ đồ, nói chung hai con đủ đồ chỉ ngang hết nha, thì hai con cùng một mã, đó, thì cứng mềm gì em không biết nha, đó, thì bán đại cho mọi người vậy luôn, hai con này em để cho mọi người 750 nha, hai con này 750 nha, không bao ship nha, đó, 25cc, 34 ly, hai con chỉ ngang, em nói cái chế này không bán hai cái chế này cũng đã hơn 200 nghìn rồi, nó thật đó. Hai cái chế không ấy, bộ chế rồi hai con này nó cùng mã thì em bán chung luôn nha, là hai con là 750, tính ra một con nó tầm 300 mấy thôi. Đó. Em bán cả cặp luôn nha, tại vì nó cùng mã là bán nhanh, về mình dọn mình xử lý cho nó dễ ha, anh em nào mua thì chốt nha, 750 cả hai con luôn nha.